trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phát sóng ngày 23 tháng 11 có phản ánh về tình trạng người dân thôn Linh Đạo, xã Tân Phúc, huyện Ân Thi đào lấy trộm đất mặt ruộng chuyên trở về nhà. Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã có những biện pháp kiên quyết để khắc phục và ngăn chặn không để tái diễn tình trạng trên. Hiện diện tích mặt ruộng bị người dân lấy trộm đất đã được cày ẻ lại. Những đống đất cao được vun lại trước đó cũng đã được người dân san hoàn trả lại mặt bằng. Xã Tân Phúc đã nhắc nhở và xử lý các cá nhân có liên quan đến việc lấy trộm đất. Sau khi nhóm phóng viên thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phản ánh, đến nay địa phương không ghi nhận thêm bất kỳ trường hợp nào vi phạm. Hiện nay, lực lượng công an xã đã được tăng cường bám sát các thôn, nhất là các vùng đất ruộng đã được cày ải, để kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nếu có trường hợp cố tình vi phạm. Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật, không để những cái trường hợp như đài mới báo phản ánh trước nữa.